Chào các bạn nha. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn chỉnh cái remote Mitsubishi Inverter ha. Mono cũng được nha, hàng thùng nội địa cũng được. Nút này nút tắt mở nè. Thường thì các bạn không biết nút nào đánh á, các bạn chỉnh cái nút Monen này nè. Đó, các bạn thấy không? Cái nút đen đen nó nhảy. Nó nhảy vô cái hình bông tuyết là được nha. Còn cái nút này là nút quạt ha. Các bạn chỉnh quạt thì theo các bạn chỉnh quạt có ba nút. Đó, các bạn bấm hoài là nó có hình chữ quạt ở đây. Thì còn cái này nhiệt độ, các bạn chỉnh cao chỉnh thấp là tùy chỉnh ha. Còn cái này là đảo gió, hướng lên hướng xuống hoặc là để auto. Thì đó, rất chi là đơn giản luôn. Còn những cái thứ này thì các bạn hẹn giờ thì không sử dụng. Còn cái này là powerful thì eco thì cũng không sử dụng tới nha. Rồi tắt mở thôi. Các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình nha. Bữa sau mình sẽ review cái khác hay hơn cho các bạn xem.